chợ các bạn nha. Hôm nay lúa chỗ nơi mình sống hiện nay mở đồng các bạn, được cắt các bạn. Quá lúng rồi các bạn ơi. DC Kubota DC 70 máy mới chốc luôn các bạn. Xa xa kia có trâu đó các bạn. Trên trời bầu trời có én nó liền nó bay. Có hai người giữ trâu, ba con trâu nha các bạn. Lúa mở đồng rồi các bạn ơi. Có én liền vài nữa các bạn. Ăn bột hông được đó các bạn. Phong cảnh đồng quê đẹp lắm các bạn. Ở ngoài đó có cái khu cái miếng đất trồng nuôi dê á, chăn nuôi dê đó các bạn. Chỗ có hai cái mái nhà đó các bạn. Xa xa đó. Quá khứ án hoài. Vậy là cắt một đường nữa là xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy đẹp và thích thì các bạn nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn nhiều nha.
xin tạm dừng clip này nha các bạn, bye bye.